ông là làm kênh đúng không này? Ừ. Con đi díu Nào ra cho này. tớ, khi thế đánh nào cho tớ. Hôm trước là thu Hải Khánh ngay ván đầu tiên. Cảm ơn. Thank you. Không biết nghe hả? Rồi, lại quân rồi, rồi tìm cách đổi quân đúng không? Đánh đúng nguyên tắc. Hôm nay Hải Khánh thi môn gì đấy con? Hôm nay con thi môn chính tả và tài làm văn. Chính tả. À, tức là đánh vần đúng không? A, B, C, bờ cờ giờ đờ đúng không? Kiểu đấy đúng không? Đúng rồi, bây giờ lớp 2, lớp 3 chỉ thế thôi chứ còn. Khó hơn nè. Làm gì khó hơn? Cái khó là khó như nào? Ấy da, kinh Khó nhỉ, hơn đi thầy. nhảy vào trong này. Ghê quá, ghê quá. Để mà Ghê quá, ghê quá. Ấy chà. ok. Gấu biển. Các bạn dạo này đánh hay phết á. Thầy mà sảnh là tí nó thua ngay. Ấy chà. Thi chính tả chắc là cô giáo cho một bài cho một đoạn văn đúng không? Xong mình ghi chép lại hay như nào mình gõ đúng không? Mình gõ bằng máy vi tính đúng không? Không rồi, cô cho làm ra giấy kiểm tra. À, làm giấy kiểm tra xong rồi chụp lại à? Vâng. À, bây giờ học online nhiều cái cũng hay đấy nhỉ? Này gắt đó. Ừ. Phải cố gắng thôi. Bây giờ làm gì cũng phải cố gắng. Con đã học học về kiểu kiểu dạng gì nhỉ? Thank you, Phân tiếng là con số tốt rồi. cái kiểu là đen chia rồi thầy. Đây Ôi là rồi, sang nam thầy. mày thì bỏ tượng này. Hải Khánh ơi, ván này thầy không tha Chưa chắc đâu. phải đã thắng được đâu. Ván này thầy không tha đâu. Ôi, này chắc ấy. Này nhìn cờ nó không không được chắc chắn nữa. Tí luôn này, anh cho nó bốc lửa. Chiều cái. Thầy phải cẩn thận mất mất tượng nha thầy. Mất làm sao được. Tôi có đủ hai con dữ cơ mà. Ai, chú ý thời gian tí nhà.
Rồi. Toàn chưa? Ok, bạn khác nào? Đây, con Đông đang Dương nhá. ngồi kiểu này. Hôm hôm trước thầy thua Đông Dương đấy. Đông Dương đánh hay lắm. Hôm nay thầy sẽ đánh cẩn thận hơn. Đấy, con đánh 1 phút hay 45 giây hay 30 giây Được, cũng được được, rồi. được. Những ai mà đánh 1 phút hoặc dưới 1 phút thì được đánh ít nhất 2 ván. Chúng ta có đủ thời gian mà. Đông Dương đi xa khai cuộc nhá. Đông Dương rất là thành thì thầy ơi. À, thực ra nếu mà cao thủ đánh thì mất được thành không vấn đề gì đâu. Các bạn đánh thì chưa Người biết. ta nhập thành rồi, người ta tấn công đối phương cách gì không được thành là yếu thôi. Phải biết phòng thủ không? Hậu rồi thì thực ra là cái chuyện không nhập thành được thì nó không còn quá quan trọng nữa. Vâng, hỏi. Mới học nhưng mà thêm quân nhẹ thì cũng càng không quan trọng. Thế cho con nghỉ nhá hả? Ok, chúc Bạch Khánh thi tốt nha con nhá. Vâng ạ, con Ừ, chào thầy ạ. chào con. Thầy có nguy cơ thắng rồi thầy ạ. Con nhìn ra một nước. Đấy. Thế mà tôi còn chưa nhìn ra cái nước gì đây. Cờ cân bằng mà. Cân Khó cho Đông Dương ở nước này. À, chạy vua. Cảm ơn, xin một quân. Đúng không? thế này toàn dấu vậy. Không, có nghĩa là Đông Dương phải chạy vua sang để giữ tượng đấy ạ. Ừ, chắc thế. Auto vít một mừng Thôi hoàng nhưng mà hai hôm con nay tượng. thầy phải đánh tốt hơn hôm trước. Hôm trước đánh dở quá. Trước thua nhiều. Sao thầy không ăn luôn Nào con tốt là nào con nào, trật tượng tự. đạt tốt không? Trật tự, trật tự. Thầy đánh là không bao giờ được nhắc. Không được Thầy bình luận. tờ rồi nhưng mà không cần nhắc. Ôi rồi, bỏ lại thêm một tượng nữa đúng không? Ghê quá. Không thèm ăn. Nhưng mà tôi vẫn ăn. Thế mới lạ. Buồn Được. cười. Lúc đó thầy không ăn nước. Sao thầy mới À, ăn? đúng rồi, tôi không ăn sớm thì tôi ăn muộn có sao đâu đúng không? Không đổi. Thầy À. ở trên cột đấy là không bao giờ có thể bị đổi quân được con xe. Ừ, nói đến đây thì chắc là hết đỡ nhỉ. Mới đi mấy thằng? Đúng không? Ghê luôn. Định chơi trò hòa pát với tôi đúng không? Bạn tiếp theo. Con đi thầy. Tí nữa con đấu với thầy 1 phút nha thầy. Quốc trọng được. Một phút rưỡi. Có thời Một gian phút thì rưỡi nha. thầy sẽ đánh. Hôm Vâng, nay nhưng mà con là thầy. Cái gì đó? Hôm trước từ 6 giờ 15 mình mới đánh được mà thầy. hôm nay là đánh được nhiều hơn. Nên là mình vẫn đánh được khoảng 2 phút thầy. Ừ. Nên sẽ ít vào 2 phút hơn. Thôi để con mở luôn. Chơi nốt hôm nay thôi, sau lại tiếp tục chiến đấu.
Giải quận chính ra là nó rất là quan trọng đấy, các bạn cũng phải không được chủ quan. Mặc dù là cái tầm của mình đánh thì giải quận nó không phải là vấn đề đâu, nhưng mà chủ quan là mình lại không được giải. Cái giải quận nó rất quan trọng, bởi vì khi mà các bạn đánh được giải quận ấy, đôi khi là nó còn quan trọng hơn cả giải toàn quốc, bởi vì nó là thuộc bộ giáo dục mà. Giải quận yếu nhưng mà quan trọng, rất quan trọng luôn. Cực kỳ quan trọng đấy, sau này các bạn sẽ thấy nó dễ thôi, nhưng mà nếu mà mình đánh sẩy ra tí thì mình sẽ rất tiếc ấy. Nói chung đối với nhóm mình thì giải quận nó không phải là vấn đề. Đánh một hồi không có như thế gì. Nghe nhà Quốc Trọng đánh kinh phết nhỉ. Thôi Như thế cũng không lớn, nhỏ nhỏ. Nói chung là nếu mà đỡ chuẩn thì thầy nghĩ là vẫn cân. con thấy cái điều nguy hiểm nhất khi bị ưu thế nhỏ là bị đè cờ ạ, à. Bí quá là thành ưu thế lớn luôn đấy. Đúng đấy, chính xác là nó là như vậy. Ây da, bắt hai xe à? Thấy thầy lúc nãy thầy lên được xe B7 ở đâu nhỉ? Để xe 7 được, xe 7 cũng là đứng hai, Được không? được được cũng là Mình đứng hai. chắc À mình phải chú ý thời gian nhé, rồi đánh chả có nhìn thời gian gì hết, đánh có 3 phút đúng không? Ok, không có trò gì ở đây hết. mã của hai bên khá mạnh. Ừ. Đánh cờ tàn đấy cho nó vui. Chú ý thời gian nhá, đánh cái này là phải chú ý thời gian đấy, thời gian là rất quan trọng. Mã thầy đã bị đuổi về. Mình xin vĩnh biệt cụ tốt rồi. Xong lên xe giữ nhỉ? Lên xe không thể nào đi. Lên xe thì bay mã B5 thôi, nhưng mà vẫn tạm thời vẫn giữ được mà. Thôi thủ đã. Ôi rồi chết rồi. Đang ngồi mạng. Quên quên quên. Không Khoan sao. mày ra ơi. Thôi tôi đánh thời gian, tôi đánh thời gian. Quên đấy. Khổ thế nhỉ, bây giờ lại phải đi đánh giờ. Thắng cơ mà cơ này. Nãy phải đi đánh giờ.
biết ngay mà. Thầy phí xe à, bên kia không để ý luôn nhỉ. Tôi dình chuẩn lắm. Ôi. Tôi vẫn thắng. Đấy, tôi biết ngay mà, tôi vẫn thắng mà. Vẫn thắng. Đấy, con cười à, bỏ quân mấy lần. Nhưng mà thời gian này Ok, nạn nhân tiếp theo. thôi để con mời Nào, rồi nạn nhân tiếp đấy, theo. con mời rồi đấy ơi. À, mình làm đi. Cứ đánh một lượt trước, xong các bạn khác thì đã đánh rồi thì đánh sau. 5 phút đúng không? Ok. Dạo này đánh nó không được chắc bài nữa. Thầy, cái ván vừa nãy con đấu với thầy con suýt nó con thắng, nhưng mà ăn thầy ăn giờ đúng không Đúng rồi, cả đấy thầy fit mãn là thầy thua thì còn gì nữa. Đoạn sau fit cả xe, một cười thật. như này thì muốn sửa bạn tắt rồi. Minh Nam, huy chương bạc đồng đội giải trẻ toàn quốc, cũng ghê đấy. Nước này cao đó. Chưa đánh này mình kém quân à? Quả trước thầy đi sai ấy thầy. Ờ, thầy đi sai.
Ở đây cái này là tung hoành bánh kẹo. Ừ, đánh thế cho nó vui. Đúng với cả sở trường của Minh Nam đấy. Minh Nam mà đánh những cờ kiểu này thích lắm. Ở này hơi bí, hơi khó thật. Cờ này là thầy thua rồi. Nhưng mà để xem anh ta xử lý Thôi nào. thôi, Ừ? trận trước xít nữa là thầy hỏng hết đánh kẹo luôn rồi. Ờ, trận trước là thầy anh thua mà. Đánh thời gian thôi. Thầy thích đánh 1 phút hay là 30 giây à? Để con thách đấu. Túy đánh nào cũng được. Hôm nay thầy giao lưu các bạn cứ dưới 5 phút là được. Cho đánh cái Con nào sẽ mà các đấu bạn một tự tin nhất. 30 giây rồi. Ờ, Đánh quá rồi ạ. Sợ quá. trật tự, trật tự Ăn xe vừa tốt nào, xong không rồi nhá, là tôi đang được ăn tính lên cái xong này. rồi là được ăn vào vào chiều bắt xe này. Thầy bảo đang đâu, thầy bảo không Người nhắc ta nhỉ, đang tính ăn ông xong cứ rồi ông cứ nói thế là thì thầy xong rồi bị mất tập trung là á. chiều chiều bắt tượng. Thì cấm mọi sinh Được chiều tốt thì đâu, ăn thôi. sale tốt là thua đấy. Con xe ô tô thì hậu hứa 8 chiếu. Đúng rồi. Thầy ơi, thầy sắp thua thời gian À ok. kìa. G8 mà xuống tượng thì là mất quân đúng không? Còn hậu G8 chạy vua thì mất xe A8. Đúng không Đông Dương? Không, bây giờ thì xe được rồi thầy. Không, thì xe người ta lên vua, người ta giữ được con xe kia. Bạn cứ bình tĩnh, thầy yên thầy đánh. Đông Dương có Hình nhắc như thầy nữa thầy có phải bắt được vài con tốt đấy thầy ạ. Nếu thầy ăn thầy bắt được chừng 2 con tốt. bắt vài con tốt vẫn không ăn thua lắm. 2 con nữa thầy. Đánh cho nó cờ phức tạp ra tí. Nó mới vui. Thầy cẩn thận thời gian nhá. Đánh cờ phức tạp là phải nghĩ lâu đây thầy. Ừ. Nhưng mà các bạn đừng nói gì cả thì thầy mới tập trung được. Nói là thầy không tập trung được đâu. Ok thầy. Khó thế, mình làm. Khó thế ai mà chơi được. Tí nữa sau, tí nữa sau rồi thầy là con chat trong cái phần đi chết cho Thank you thầy Minh Nam. sẽ Thầy thích đi cái nước nhé này lắm. Trật tự. Đoán ngay mà. Nói phải thủ. Giờ đánh giờ nữa đúng không? Lại quân rồi. Ôi sao? Nguy hiểm thế nhỉ? tăng Đánh giờ, đánh giờ, đánh giờ. Cờ này thì cũng cũng thắng rồi đấy nhưng mà ít giờ quá. bắt đầu mình nhá.
Ôi chết rồi. Nguy hiểm thế nhỉ. Con mã này rất khó chịu nhá. Rất khó chịu. Đánh giờ mà. Thế à? An hậu và an năm là bắt được con mã rồi. À, tôi vẫn thắng. À, thế mới lạ. Thế mới lạ. Ê, quả đấy ăn tốt A6 là hòa luôn. Không chơi kiểu đấy nhá thầy nhá. Này, không chơi cái kiểu đấy nhá thầy nhá. Chơi kiểu giờ không có chơi đâu. Cái đấy là được phép mà đúng không? Chả sao cả. Ờ, Cái nhưng mà nếu cờ nếu cờ người ta mà đang đặt đấy là 30 phút ông mà Minh chặn Nam ấy, ông phải là tự phải trách chết mình. luôn cờ đấy Ông lên phải à? tự trách mình. Cái cờ thứ nhất là ông đang hơn, thứ hai là ông hơn tôi thời gian, ông hơn 2 phút. Mà cuối cùng thì ông vẫn thua tôi thời gian, thế thì vấn đề là ông không phải tôi. Tiếp đi. Nào, nạn nhân tiếp theo. Không, nhưng mà anh nghĩ nghĩ lâu lâu thì có sao đâu này. Có sao đấy, hết giờ đấy. Ngọc Cương. Let's go. Ơ Ngọc Cương nay không học à? Ngọc nay không vào Zoom đúng không? 2 phút. À, ấy chà. Đông Dương chắc là thầy thầy vừa thắng được ván khủng khiếp, cho là Đông Dương đang vui sướng hộ thầy đúng không? Hôm nay thầy gặp may hơi nhiều. Chứ cả như hôm trước là hơi đen. Hôm trước thua. Thế thầy, cô nói Nói đi. thôi gì thế nha thầy, mẹ con vừa trên vào lời nói trong khi con bật mic ạ. Không có đây gì. Không có vấn đề gì. Đây, ván mình ngầm đen là mình còn đánh khai cuồng được như này. Ghê chưa? Ghê chưa? Mã này đấy cho hết đường luôn. À, đánh cả ta này. Thầy đang có cột mạch. Làm sao? Đánh nước này nó gọi là kinh điển này. Thầy, nước này đe dọa chiếu mã luôn thầy ơi. Đúng rồi. Đỡ đi, đỡ kiểu gì. Khó thế ạ. Bây giờ chỉ có mã F6, à mã F3 đỡ. Con nghĩ bây giờ chỉ có thí mã rồi. Mã F3 chết rồi thầy. Bắt buộc phải mã F3, làm gì có nước nào khác. Không, nhưng mà mã F3 thì cũng chết thầy. Ăn xe vào xong rồi ăn tâm tốt vào mã thì chết rồi. Chết sao được. Rồi ăn tốt trước được không? Chết ngạt, ngạt thở với thầy. Cứ đánh này cho nó chắc bài. Như đây đúng không? Ok. Nay thầy vẫn chưa thua ván nào đâu, không biết Ê ai thầy, ai sẽ là người bóc tem đầu tiên. ấy, thầy vừa ấn ấn con mã mã đấy là thầy muốn nói là con mã đấy dở hơi à? Vừa nãy
Nó con mã đẹp đẹp như thiên thần rồi mà đây. Ok, bạn tiếp theo. Con gửi thấy nhá. Trời. Ruby trước. Không, những bạn chưa chưa đánh thì phải ưu tiên đánh trước. Ruby cho thầy. Giáng Hương. Ena. Thầy Ruby là Giáng ai Hương, Giáng Hương. Có khi Giáng Hương lại là người thắng thầy đầu tiên ấy nhỉ. thầy? Sao căng thế thầy? Có vẻ như thầy hơi chủ quan đấy thầy. Không, thầy đang cẩn thận mà. Thầy mà chủ quan thì thầy đã không nói thế. Thầy nói đấy, thầy nói giọng 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 hơi hơi cười cười, con thấy mắt của thầy là con biết. À, ý anh Đông Dương là kiểu kiểu tôi nói đều đúng không? Ý anh Đông Dương thế đúng không? Vâng, con nhìn thấy cái mắt là con thấy mà thầy. À, ý ông này là ông đang mắng thầy đúng không? Ý là ông bảo thầy ông nói đều gì? Thầy nói Riêng đều những với thầy. ai mà kiểu mắng thầy thầy không bao giờ đánh các bạn ý. Nhưng mà con đang đang nói với thầy. Thầy đang rất nghiêm túc đấy. Không được. Ngày mà ông đây chết mình. Ăn đấy mình không ăn vào thì được mà. Không, ý là thầy đang định Không kéo tin trước nhỉ? lên đây. Nhưng mà người ta đi như này thì tự nhiên người ta ăn con mã trước. Hôm trước là đánh với Đăng Minh cũng bị một lần như thế đấy. Kéo trước là bị dở hơi, mất quân nhẹ. Vâng. À, cái nước kéo trước này mình phải rất cẩn thận. Biết ngay mà. Đấy, vừa rồi mình kéo trước có phải mất con mã không? Úi dồi, ăn tốt xuống Ăn liều thế. mã lên rồi đúng chứ. Đúng rồi, ăn mã lên mới Ăn mã lên con mã đẹp như chuẩn. thiên thần, còn nếu mà như này thì lại thành tốt dở hơi này. Cũng có lý. Thấy thầy, Hả? con đang thấy là thầy muốn đưa một con tượng đứng ở dưới lên mặt trận tấn Đúng. công. Kì, anh nói chuẩn phết. Riêng những cái nước mà đi trước ấy, mà quân mình mà nằm lên trên quân của mình ấy, thì không bao giờ lo sợ, đúng không? Bởi vì nếu như đối phương không đi nước đó thì tất nhiên cái con tượng nó không thể nào mà nhảy lên đầu con mã đứng được. Thì đó là những cái nước đi mà mình kéo trước, không phải cần phải suy nghĩ. Đấy, thì khi mà các bạn đánh nhiều á, đặc biệt là đánh cờ chớp, trong những cái giải cờ chớp thì các bạn phải biết cái điều này. Đây là một cái kinh nghiệm rất là quan trọng khi đấu cờ chớp nhé. Đấu cờ chớp mà các bạn không biết kéo trước, không biết đi trước, gọi là cái nước đi người ta gọi là pre-move, là mình không đánh được đâu. Đấy, đánh với cả những cao thủ là mình buộc phải biết những cái nước đi này. Bỏ quân nhá, Giáng Hương nhá. Ăn tượng vào được được bắt lại chất rồi. Chắc là thầy không ăn đâu thầy ạ. Đúng là thầy không ăn. Cái nước đấy không may được. Nhảy nhảy hậu lên này thầy. Không biết. Thầy trò. Thầy. Đấy, Đông Nhảy hậu lên thầy trò. Dương, Thế á? em cứ nói liên tục thế thành chuẩn bị thành bình luận viên cho ván của thầy luôn à? Đúng rồi. Bố em nói là phải gọi là bình luận Hay bảo luận làm viên giáo giữa sư giữa mà, các làm giờ giáo ăn thế ạ. À, bình luận viên giữa các sư giờ ăn vì là khi mà con đang học con vừa nói con vừa ăn. mà. Không sao. Xong rồi chị đang đang làm kem mít đây này thầy. Kem mít à? Kem mít Thái này. Kem mít Thái. Wow. Bố con mua về một quả mít to đùng. Các bạn ở đây hình như là thuộc Đống Đa hết đúng không nhỉ? Duy Khang, Cát Linh, Đống Đa này, Quốc Trọng là Ạ. Có
Nguyễn Nguyễn Trãi Trãi. ạ. À, riêng 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 Minh Nam ở Long Biên rồi. Nguyễn Trãi rồi. Thanh Xuân. Nguyễn Đây, Trãi, Thanh Thanh Xuân. Xuân. À, Đông Dương là Thanh Xuân. Vâng, Ừ. Thanh Xuân, Nguyễn Trãi rồi. Quốc Trọng hình như cũng là Thanh Xuân thì phải. Đúng không? Mạn Khương Trung là Thanh Xuân rồi. Giáng Hương thì là Đống Đa rồi. Đã từng thi Đống Đa, Duy Khang Đống Đa rồi. Từng vô địch năm ngoái rồi. Minh Phú rồi, Đống Đa này. Minh Phú cũng... Minh Phú là hạng 3 năm ngoái, hạng nhì nhỉ? Là Thanh Xuân này, Thanh Xuân Nguyễn Trãi thôi, Ừ, biết rồi, biết rồi. hạng ba quận Hạng 3 ở quận. Royal đây này, Biết rồi, biết rồi. đường Nguyễn Trãi này. Biết rồi, khổ lắm. Cái ông này nói nhiều thế. Thôi ông mai ông đi làm bình luận viên đi. Ngọc Cương là... Ngọc Cương có phải quận Đống Đa không? Ông Nguyễn Sơn. Thanh Xuân. Thanh Xuân khá nhiều. Quận Thanh Xuân là tương đối mạnh đấy. Quận Hoàng Mai cũng mạnh như thế. Ây da, mình đi một nước dở hơi rồi. Thầy, con đã từng lấy được trường con là có mỗi cái giải đồng Ui. đội quận Thanh Ừ. Xuân rồi. Do con với hai bạn khác lấy về. Thầy bắt hậu rồi. Vừa rồi bạn Giáng Hương lên đi mã E4, xong đấy thì thịt cái con tượng D4 của thầy là cờ cờ trắng hơn đấy. Giáng Hương đi sai mất. Mã E4 quá đẹp luôn. Ok. Giáng Hương đánh ván này cũng tốt rồi, cẩn thận hơn một chút cái Hai ván sau phút thôi. rồi con đi rồi. Đông Dương á, 2 phút à? Ok Đông Dương. Minh Phú nha, Minh Phú đấu đi, đấu tập đi. Rồi, Đông Dương trước xong đến Minh Phú đi. Bây giờ Đông Dương muốn thầy chơi phòng thủ gì? Cứ Italia, Italia đi Italy, thầy. Thầy chơi thầy, thầy cũng đều. ok. Em 4, em 5 cũng được thầy. Em đâu? Hành này khôn thật ạ. À, cho thầy đi khai cuộc yếu để mình thắng cho dễ đúng không? Đánh khác cái tí à, Đông Dương đánh nào. Nước này chưa hay đâu Đông Dương. Có nước khá hay nhưng Đông Dương đã không nhìn ra. Nước vừa rồi hay nhất phải là đẩy D4. Pha cấu trúc tốt trung tâm. Bây giờ thì quá muộn rồi. Thầy thầy, có phải đi ăn cái kẹo cay để tí nữa đấu với thầy phải thắng được. Ăn kẹo cay à? Có khi đánh với thầy thua lại còn cay hơn đấy nhá. Thế thầy, con thấy vấn này Đông Dương bị đè cái vua. À, nhưng mà cũng vẫn chơi được mà. Quên mất phải đánh 2 phút rồi nhỉ. Cứ ngồi mình nghĩ.
you. Đi sai luôn đúng không? Minh Phú đâu con? Thầy, Ở đây. tí nữa thầy đánh người con được không thầy? Được, được, được. Bây giờ thầy phải đánh với tất cả những bạn chưa đánh ấy đã. Bây giờ còn Minh Phú thôi đúng không? Phú vào đi nhá. Xuyên đánh hai Ờ. lần rồi thầy. Con ra nổi Phú sao? ơi, Phú đâu rồi? Phú đang tất cam đấy rồi. Anh Minh Phú đang tất tất cam rồi. Con ơi, con sao có thể nói hay là Phú không biết có vào đi là. chat đấu được với thầy không? Con không biết là. Không biết vào à? Thôi giờ không sao, không biết vào thì ngồi xem thôi nhá. Minh Phú hôm trước đánh đoạt huy chương đồng giải câu lạc bộ quốc gia khá tốt á, bảng cờ chớp luôn, đánh được. Rồi, bây giờ lượt 2 nhá, lượt 2 lượt 3 nhá. Ngọc Cương à? À, bao nhiêu giây nhỉ? 45 giây. Hấp dẫn đấy. Kinh nhỉ. Cũng thích phải 15 Bao giây nhiêu cũng được, tôi bao nhiêu giây là chơi được. À, 1 giây anh chơi được. mà. Thế thầy không chơi để chơi này không? 0 giây cũng vẫn chơi được, vẫn chơi được bình thường. Bây giờ Ảo ôi ma. sao ấy Ôi à, thế nhỉ, trời. quên, bởi vì cứ nghĩ là ông ấy ăn lên, ông lại không ăn, dị thật. Dị quá. Thế đánh nhanh xíu rồi. Giời ơi, bây giờ là cứ đánh đơn giản thôi đúng không, cứ đánh đơn giản thôi đúng không. Cứ đánh đơn giản thôi đúng không? Thank you. Mệt. Đi. Tí xe chứ còn gì nữa. Tí xe chứ còn gì nữa. À, mình hôm nay mình đánh vẫn chưa thua ai nhỉ? Ô, sao mình may mắn thế nhỉ? Là thầy giảm giảm bớt sức mạnh đi một chút đi đấy, Thầy đi đi thầy, đầu đầu tiên khai cuộc chơi chơi đều thực đánh nhanh ra đấy có em. nhiều ván các bạn suýt Ừ. thắng thầy, mà ví dụ như ván với Thầy Minh Nam, ván với cả ai nữa nhỉ, Đông Dương Đông Dương Phúc à? Ừ. Trọng Phúc Trọng à? Đúng rồi, đúng em rồi, ạ. Phúc Trọng. Con đối thầy con Ok, nạn nhân tiếp theo Minh Nam đúng không? Bao nhiêu Minh Nam, bao nhiêu đây? 5 phút à? Đánh lâu thế. Rồi rồi, Minh Nam muốn phục thù thế. Rồi cho phục thù. Nhưng mà ván này tôi sẽ đánh cẩn thận nhá. Anh Minh Nam, anh xem này. Ván này tôi sẽ đánh để chiến lược luôn. Không cho anh chơi kiểu chiến thuật nữa. À, 5 phút đúng không? Ván này đánh nó không nhúc nhích được này. Đợt này thầy bận cũng hơi nhiều công việc nên là bây giờ cái mắt của thầy nó đang bị hoa hoa này. Đánh nó không không được tập trung nữa. sao Thì hôm nay tôi cũng may mắn, đáng ra là đấy, tôi nói là có nhiều ván các bạn đánh cũng hay đấy chứ. hôm nay không edit được hay à? Thì cứ edit lên lên YouTube này xem. Ờ, vẫn đang Hôm nay quay edit. Bây giờ mình phải đè đúng không? Thế mình phải nghĩ kỹ một tí. Thấy thầy, nếu mà thầy kéo trước và đẩy nhỡ đâu Người ta bên chạy kia vua gì? người ta lên mã tre ở ô Đúng C6 đúng thì đúng thầy mất đúng đúng rồi, thế nên thầy mới rụt lại ngay, hoặc đơn giản người ta chạy vua thôi là tự nhiên mình thí mã. Đấy là một cái gọi là con dao hai lưỡi, khi mà mình chơi primo là mình phải rất cẩn thận.
Rồi. Bây giờ đánh cả tàn tí nhỉ. Hiện tại là Minh Nam đánh tương đối chuẩn nên là thấy không đè được gì cả. Đây đây, anh mời ạ. Thầy mời anh Đăng Minh vào luôn rồi. Đăng Minh hình như nay bận học. Bình thường học mỗi thứ hai mà. Đúng rồi. Thầy, Ừ? nếu mà con chơi thì con sẽ cho được phương khẩu vua. Ăn vào mã thì nó đơn giản quá, ăn vào mã thì cũng chả có lợi gì đâu. Như cách nào để anh làm vua sơ hở được không? Cần đi sơ hở, bây giờ tôi đang có cột C mà. Đúng không? Sơ hở vua cơ mà. Cái Hở tên vua là vua ý mà. là ăn vào tốt F6, nhưng mà ăn vào có được cái gì đâu. Ăn vào mã F6 ấy. Xăng xăng xe đi thầy ơi. Lại nhắc rồi. Thầy, thế là thầy chơi theo kiểu của con hả thầy? Không, thầy nghĩ là mã thầy mạnh hơn tượng thì thầy này đổi thôi. Có cái gì tôi mới đổi chứ tự nhiên tôi có đổi đâu. Vậy bây giờ bắt được tốt rồi nè. Không được đâu. Đi sai mất rồi. Bực thế nhở. Đi xong mới nhận ra. Rồi cờ lại thua. Thế mới buồn cười. Đánh nhanh quá không tính nước này. Ăn mã vào tốt chắc là tốt nhất thầy ạ. Chỉ có hai từ thôi ạ. Thua. Mấy nào Bay màu rồi, đánh xong cũng nhìn ra đứng này. Mình làm tỉnh lắm.
Ừ thế rồi. Rồi. Rồi thì mình cũng phải đặt nữa ta. Thầy đang tính. Nữa Chỉ có này. một chữ Ăn cho mã vào tốt chắc là cái tốt nhất thế rồi. Giữ được câu này. vài nữa. Chỉ có ba chữ cho thế câu này là toang cho thầy. Không đỡ được. Bình quá mình làm Được thế ơi. nhỉ? Đi sai nước vớ vẩn quá. À, vẫn có cơ hội đấy. Vẫn có cơ hội đấy, đừng có đùa với tôi. Lại bị Không, cờ này đánh đúng thì vẫn lại thắng. bị học trò đánh cho ăn hành. Thua. Ô, có đánh được thời gian không nhỉ? Khó lắm, cờ này nó rõ quá rồi. Thôi Sao đừng thầy đừng. bảo lúc đầu thầy Ô. đẹp Thank you. đẹp gì sao bây giờ thầy lại bị Thì đẹp bẹp dí chứ còn gì nữa. Tôi không nhầm cái nước lên tốt thì là tôi thắng. Ăn tốt lên đơn giản AB là cờ đấy thắng được gì nữa. Nó bây giờ thì không thắng được thầy rồi. Bây giờ thắng làm sao được tôi. Bây giờ là tôi đánh thắng cho đánh thắng cờ tàn cho các bạn xem này. Ơ, tôi chết rồi. Đánh kiểu gì ấy nhỉ? Nhầm 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 nhầm. Quên mất phải đi xe sang xe chứ. Bực thế nhỉ? Nhầm 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 nhầm. Thua thua. Đi sang xe chứ, đi sang xe cột A chứ lại quên mất, nó chả hiểu đánh kiểu gì luôn. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ có là hai Thôi thua rồi. ăn giờ thôi thầy ơi. Không ăn giờ được, cờ này thua. Cờ này đánh dễ quá. Thể ăn được. Ăn là ăn thế nào? Thua. Rồi, chúc mừng Minh Nam nhá, đánh hay đấy. Đoạn đoạn này đánh vớ bẩn quá. Thầy đi nhầm. Đây đoạn này. Đây. Đây, sang đây thì vẫn thắng. Sang xe A7 vẫn thắng. Ăn tốt này đúng không? Đúng không? Thì bây giờ đi vua. Vẫn thắng mà. Cùng lắm là bên đen đánh hòa thôi đúng không? Đi à, hoặc là như này, hoặc như này, từ từ để yên tôi nói cho các bạn nghe. À, mình tính ra rồi mà cứ nhầm. Ở Ở đây trong cái ở đây đố các bạn biết nước đi hay nhất là gì? A7 à, CH7 à. C A7 không hay. Hay nhất ở đây phải là D4. D4 là hay nhất. Ý. D4 người ta ai thầy? D4 người ta thì tốt xuống thì thầy toàn à? À ừ, quên. Quên. Mất xe mà. Ờ đúng đúng đúng. Tại vì ở đây con tốt này chỉ có hai nước là Phong Hậu đúng không? Quên đấy. Nếu mà nó ở hàng 4 cơ thì đánh như thế là đúng. Quên mất. Được rồi, ok, chúc mừng Minh Nam, bạn tiếp theo sẽ là ai đây? Như vậy hôm nay Minh Nam là bạn đầu tiên thắng được thầy đúng không? Rồi, cho Con gửi thầy ảnh thay đổi con đi thầy. cho thầy đi vệ Con sinh gửi một ảnh tí, cho đi vệ thầy sinh random một chút. thầy. Hôm nay con sẽ đến vui 15 thầy. Không, hôm nay là sẽ tấn công thầy luôn. Anh Trọng anh đã thầy đánh với đánh 15 thầy giây, đánh hai 15 án rồi đúng giây. không anh? Sao? Làm sao? Đông Dương lại bật mốt tăng động lên rồi. Không, Đông Dương à, anh thắng thầy 2 lần rồi. Anh thua à? Đâu, anh thua thầy 11 lần nhưng mà anh thắng thầy 2 lần Ờ, nhưng mà phải tính hôm rồi. nay Ôi nha. trời, em thua bao nhiêu lần rồi? Còn nhiều.
âm dương lại bật nút thần kinh tăng động. Đột xuất à. Quả này mà thầy xem màn hình to ở âm dương ra chứ cả lớp xem thì nó cứ phải gọi là âm dương này, em cứ ngoáy 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 làm gì vậy? Cho vui à? Ừ, hát hò. Thầy đấu với con đi thầy. Thầy đánh với Thầy con đấu với với âm con dương đi đây. thầy. Thầy đấu với con đi Ai sẽ là người tiếp theo? thầy. Con thầy ơi, con chưa đấu với nào. À, thầy sẽ đấu với Duy Khang trước. Bao nhiêu đây? 15 15 giây. Ông này đánh bài dị thế. ôi Ok, dồi ôi 15 thầy giây. ơi, ít thời gian thế. Ôi, làm cái kinh cả đầu lên là thế. Đánh thế nó mới vui. Ngắm tàu, ngắm tàu. Cái gì mà đã nháy ghê vậy? Rồi ôi, làm sao vừa mới đánh được vài nước đã nháy rồi. Thì thầy bảo là không dây thấy chắc luôn. Ôi, không kịp, nhanh thế nhỉ? Rồi đấu lại đi, 15 giây này. Rồi tôi sẽ đấu nhanh nhất có thể. Hai ván nữa nhá. Đây, ba ván, đánh ba ba ván 15 giây là ba ván nhá thầy. 15 giây nhanh quá. Ừ, 10 ba ván 15 giây không bằng bằng đủ được 1 phút thầy. À, thì biết thế. Rồi, ván này tôi biết đánh rồi nhá, nhanh nhá. Ai xa? À, Di Khang đánh láo phết nhờ, được đấy. Thôi rồi. À, Này có khi đánh vừa này. thôi. Thầy đấu với con đi Không đánh thầy. thế Đấu với cũng con đi thầy. đánh thế là đúng mà. À, rồi đấu với Quốc Trọng nhá. Xong rồi đấu với con nữa thầy. Ừ. 45 giây. Hai Làm ván gì kinh thôi. Di cả não Khang rồi. đánh kinh nghiệm phết đấy, được. Thực ra là mình được phép làm như thế mà. Miễn là làm sao mình thắng Con nản quá rồi, con đánh lần thua con ra để con giải trí một tí. à, đánh này giải trí thôi chứ tất nhiên là mình sẽ không tập luyện cái kiểu như này. Máu nhỉ. Được. Ôi rồi ôi, cái gì đấy thế này? Đánh này có khi càng ít quân thì càng dễ đánh. Đây, bây giờ đang lãi giờ đây. Rồi bây giờ không chơi được cái trò đấy với thầy đâu nhá. Không chơi trò đấy với tôi đâu. Đáng ra ấy là bạn Quốc Trọng nên bắt nốt con tốt này thì ít nhất là có hòa nha Quốc Trọng nha. Wow. Kinh nghiệm thôi, đánh nhiều sẽ ra. Tiếp theo. Đông Dương. Bao nhiêu? 2 phút. Ok, Đông Dương. Chắc giờ này thua trắng Duy Khang hai bàn. Lát phải gỡ lại mới được. Xin phép thầy cho con phát ra ông thi môn toán ạ. Ai 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 thoát ra? Ai vừa nói nhỉ?
Cương thì phải đúng không? Ok. Cái đợt hè năm ngoái là thầy đánh bullet cũng khá nhiều đấy, tương đối nhiều. Đợt đấy mà các bạn mà đánh với thầy là không phải đối thủ đâu. Bây giờ tay chậm lắm rồi. À, thứ tư thường là thế, Khang nhá. Thường là thứ tư rất ít. Sao mà người bận học còn rất nhiều vậy? Ừ đúng. Với cả đợt này cũng đang thi. Đồng đường rồi, cái này là hỏng rồi. Hỏng hết bánh kẹo đúng không? Con thấy Đông Dương đang có ai đút cho ăn đấy nhỉ? Mẹ chứ ai. Cái hậu rồi. Tôi muốn thêm một phút nữa thôi. À, được. Bạn tiếp theo. Giáng Hương à? Ok, Giáng Hương nhá. 5 phút rồi. 5 phút là cho thầy nghỉ ngơi một tí nhá, đánh với các bạn đánh liên tục này cũng hơi bị chóng mặt á. Con thích của thắng thì 1 phút. Ok. Bao nhiêu cũng Con được. chưa bao giờ làm điều đấy. Thắng thầy 1 phút á. Hình như Khang thắng thầy 1 phút rồi mà. Thắng rồi. Từng thắng rồi. Con mạng người lag cả rồi, sao con lại bị out nhỉ? Thế mạng anh lag nhưng mạng thầy lag gì? Thầy vẫn đang chơi này. Con mạng 5 vạch 4 lần. Cái đề trung tâm Không, cái đấy vẫn cân bằng. không đi E4 đề trung tâm. Không, đi tượng D6 là cân bằng chầm chầm luôn. Đúng rồi, đánh này không được đâu Hương nhá. Nhiều Mình phải có nhiều quân tấn công thì mới được. Chứ đẩy tốt sớm như thế này thì chỉ có hở vua thôi. thế là không không hở lắm mày nhỉ. Tí nữa nhìn thấy nó hở ngay này này. Con thấy Bùi Đó, Quang Minh cái đi màu chơi trắng kia đấy ơi. Hả? đẳng cấp rồi. Đây. Hở những chợ hở mở một ô trắng rồi này. Ừ. Con thấy Bùi Quang Minh nghe đánh như này là Thế mấy đứa con nên về con đánh này với anh vua không còn cái gì luôn. không nên đánh này chỉ phù hợp với cả cờ bullet thôi, chứ còn nếu mà đánh cờ nhanh thì đánh này không không được. Nghĩ nhanh lên mất giờ ấy. Đúng rồi. Kém 1 phút rồi. Ê, biến CC kín người ta tấn công cánh vua hay hết hả? Bạn phải học, bạn phải tập dần đi. CC kín ạ, mà con công đối phương chưa một lần nào đối phương thua, đối phương toàn tự đi nhầm thôi. Sao đoạn đấy là không để F4 này? Cũng được, bây giờ tôi đẩy sau. Thúc đẩy có vẻ tốt hơn được không nhỉ? Cũng có thể. Con nhìn ra hở ấy rồi ạ, hơi hơi hở hở ấy. Hở nhiều ở đằng khác. Đúng.
hai vô trắng như thế Bình thường thầy, nước này bình thường. Nhưng mà phải biết đỡ đúng cơ thầy ạ. ừ. Không đỡ đúng là toang ngay. Bắp lúc nãy phải đi hậu E8 thì Bây giờ đi hậu E8 vẫn kịp, nhưng mà thiệp nó còn tốt, phải. Nhưng mà hơi toang rồi thầy ạ. thiệp nó còn tốt. Kiếm được một con tốt. Ô bỏ xe nhá, bao Xe giờ với chết kìa. không ăn, không thích ăn, Sao thầy không thích ăn. À bây giờ thầy đánh nước này nó mới gọi là dã man này. À nhưng mà nếu mà không ăn là thắng hương ăn con tốt G5 của thầy đúng không? ăn? H4 cũng không được. Không có cách nào cả. Không cần đánh dị một tí nó cũng vui. Thầy cũng bị mất tốt ở đấy. Đó chính là thầy ăn tốt của người kia. Ok, nhất trí. Ông ta sang rồi. Thì chạy với hậu chứ làm sao? Nhưng mà thầy để chuột vào con tốt thì lỡ thầy di tốt lên Không à? không không, thầy không, thầy có đẩy tô này đâu. Đẩy tô này dở hơi à? Người ta ăn vào tượng D4 ấy dở hơi luôn. Nhưng mà người ta bắt buộc phải ăn dây sang, không tiếp xe lần nữa. Cũng vẫn bỏ xe à, cũng hay đấy nhỉ. Ăn tượng thế rồi. Bây giờ mất như mất cả tượng cả xe. Không yên tâm, thầy không ăn con gì cả, mà tôi thậm chí tôi còn cho thêm một quân để ăn này, thành thế mới vui. Ok Đây này, tôi cho thêm một quân để ăn này. có đòn gì đâu Chả rồi. có đòn gì, đánh thế nó mới vui. Thầy chơi thắng giờ cũng là Đánh giải nhìn ra trí có đòn ở mà, đây đánh giải rồi. trí mà. Thầy định solo bốn con tốt đánh một con Yên tâm, ván này tôi có đánh về cờ tàn đâu mà anh phải lo nhỉ. Ván này tôi mã. thắng luôn đấy, No cần gì về cờ no no tàn. không không anh ơi, con nhìn ra hơi thế nào ấy. Nhưng mà thầy vẫn phải phòng thủ trước khi đi cái nước đấy. Không ăn Không ăn. mã luôn. Đánh dị nhỉ. Dĩa. Không ăn thì bây giờ tôi ăn. Ấy ơi, người ta ăn hậu lên sao? Thế kệ người ta thôi, đó, đánh thí mà. Đánh thứ gì không thắng Ai bằng thế? căng quá. Ờ, xong không mà. Thua luôn à? Thực ra ăn mã vẫn được. Ăn mã thì thầy ăn xe G7, xe ăn G7 tốt, ăn G7, vua ăn G7 thì tượng E5. Có Vậy đầu nhìn với ra, con không hả? có nhìn ra đòn không? Có rồi. Bên đen là thua đấy. Rồi đánh với Duy Khang tiếp nha. Con không? Một Quốc phút Trọng rồi. à? Quốc Trọng trước đi. Duy Khang chuẩn bị. Con cầm bên trắng được một lần đầu với thầy. Random mà, muốn trắng hay đen đều được. Thì đánh gì? Bạn thích đấy thì thầy đánh cái đấy, kiểu gì thầy đánh được. Thầy thích nhất là gì? Bạn đánh E, bạn đánh D. E thì thầy chơi Alekhine. Chơi kiểu 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 Arakin sao sao hôm qua thầy thua bét tè lè đúng không ta? Dị lắm. Tự dưng để ba con tốt khá là mạnh nhưng mà vẫn có bỏ ra một con mã và chút về lại có đẹp rồi. Ơ sao mình không lên mã kia. Tưởng bị mất trong xin nhẹ một con tốt cờ này hơi khoai rồi.
rồi xong luôn. Chẳng làm được gì lắm. Cẩn thận mất hậu ấy chứ. Đây à. Ôi rồi, có mất hậu đâu mà anh này ăn kinh đấy. Ghê á. Hậu B6 vẫn được mà. Không sao vẫn được. Không không kẹt được đâu. Thầy Paris múa à thầy? Sao con thấy thầy Paris múa à? Đó. Nó chơi chính quân nhiều quá. Đi. Con này chắc bỏ con hậu đi. Có trò để thắng thầy nếu như phải tới nước rồi ạ. Đánh xong món nước mở cái màn hình Zoom thầy xem thầy vừa đi mút sau đi đúng nước đấy, để tí nữa mà đi còn chát vẫn, nhưng mà thắng thắng thời gian sắp Các bạn nhìn nhìn trên cái màn hình Zoom của thầy là thấy mà. thì đánh xong rồi quay lại màn hình Zoom nhìn vừa đi mút Tức là sau rồi khi mà bạn đánh đánh với thầy thì Duy Khang trước đi. Khang thấy ván này thấy đánh kinh không? Ok. Đấu lại à? Tâm quan đây rồi. À, thầy ấn nhầm một chữ đấu lại rồi. Rồi, đấu với Khang bạn nữa. Thế nhỉ? Khang ơi là Khang. Vứt luôn. Có đấy phải ăn tượng về chứ. Ok, bạn khác. Em ngon đi ra. Ừ. Như vậy ở đây hòa với Khang hai đều đúng không?
45 giây. Đông Dương được đấy. Bánh vẫn chưa trường. Đông Dương được đấy. Rồi. Thank you. Quả đấy thì phải ấy chứ. Phải sang xe chứ. Xe F1 là nước đi duy nhất. Kinh thôi đất nha, hết đỡ rồi, không đỡ được. Ok, đánh thêm ván nữa là nghỉ nhá. Đông Dương một đấu lại à? Rồi đấu nốt ván Đông Dương nghỉ. Nghe hết. Hôm nay thầy có công được không mà? Được chứ, đây này. Đấy, công được. Đang định công thì ông Dương lại hết giờ. Mà ván này là tôi đánh mất có 4 giây à. Ván này tôi đánh mất có 4 giây. Kinh, kinh điển không? Hôm nay chị con làm kem mít mít Thái xong xong rồi là ngày mai còn thừa một cái kem cả ba ba chị em chia nhau ăn Chị cả hay chị hai làm? ba chị ạ ba 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 chị á? ba chị em ba chị em À, thầy tưởng nhà con Đông với Dương lại chỉ có ba người là hai chị cả với cả Đông Dương là ba, bốn người à? mẹ với bố nữa. Mẹ thì đâu có tính là chị. Vâng, nhưng mà À, thế ở thì trong gia đình Đông Dương phải nói bọn là ba mẹ con chứ không phải là ba chị em, đúng không? vâng. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thầy mời các bạn Cảm nghỉ buổi ơn. tuần sau nhé, là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình là để ôn luyện cho thi cấp quận. Bởi vì dự kiến là giải cấp quận nó sẽ diễn ra vào đầu giữa tháng tới, giữa tháng 1 nhé, giữa tháng 1 tức là giáp Tết đấy. Giáp Tết là chúng ta bắt đầu sẽ chiến đấu với giải cấp quận. Và về cơ bản là thầy sẽ vất vả thêm khoảng 1 tháng nữa thì mới được nghỉ ngơi, chắc là giáp Tết mới được nghỉ. Đấy. Còn tuần này thì chúng ta giao lưu với nhau coi như giải trí xong rồi đúng không? Tuần sau lại tiếp tục cuộc chiến. Nha, các bạn phải cố gắng. Thấy chưa? Giải cấp quận rất quan trọng đấy. Rồi bây giờ thầy mời các bạn nghỉ. Ừ.
Ok.